xã Đức La, vùng quê ngoài đê của huyện Đức Thọ, mỗi năm phải chống chọi với những trận lũ lụt kéo dài hàng tháng trời. Đối chọi với thiên tai, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống luôn là nỗi trăn trở của người dân Đức La bao đời nay. Cho đến khi cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới đã tạo nên sức bật mới cho Đức La. Bằng sự chung sức đồng lòng, bằng sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức La đã tìm ra cho mình hướng phát triển mới. Kinh tế xanh gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là nền tảng trên hành trình đi tới tương lai bền vững. Xóm Quyết Tiến, xã Đức La sau 3 năm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cái nắng gay gắt, nhưng trên các trục đường, trong ngõ xóm cho tới vườn vẫn được phủ lên một màu xanh, bình yên và tươi mát. Không dừng lại ở duy trì tốt các tiêu chí, phong trào nông thôn mới ở đây đã hình thành nên ý thức mới, con người mới để tạo nên giá trị cuộc sống mới. Từ khi đạt nông thôn mới cho đến nay là thấy nhiều cái mặt hơn có lợi, một là kinh tế phát triển, hai là có như đường làng ngõ xóm là chỉnh trang, đường thông hè thoáng đẹp, cây xanh đẹp, rồi ai nấy đều đi vào cái khuôn khổ và vệ sinh môi trường sạch sẽ, rồi chăn nuôi thì cũng là phát triển, rồi là tạo được nhiều việc làm cho con em trong nông thôn mới đấy, là có như người ta hiểu được cái ý thức cao, tự nhiên đưa vào cái khuôn khổ cái môi trường rồi phát triển kinh tế nữa, rồi cũng như nhiều là có như nhà là có như là đang trải ra trải như ở đây là có đây có mùi anh Minh Thiết, rồi là có các cái tổ chức vụ tương đối, nên đó là một cái chủ trương đường lắn của Đảng và Nhà nước đem lại quyền lợi cho dân và dân cảm thấy là lợi ích cao và đời sống văn minh. Như người ta nói trước là có như nông thôn trở thành thành thị và đúng trở thành hiện thực. Phát triển không gian xanh, thoáng mát, tạo nên cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đã trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên của người dân Đức La. Không những thế, người dân Đức La còn biến những khó khăn, thách thức từ lũ lụt thành cơ hội phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao thu nhập. Từ chỗ chỉ có trên 10 vườn mẫu, sau 3 năm đã có gần 40 vườn mẫu và hàng trăm vườn hộ cho thu nhập cao. Tại sao chúng tôi trồng? Bởi vì bưởi, cam các thứ thì sau một năm rồi thì lụt cũng không hề gì nữa. Bởi vì mình phải biết cái lụt ra là mình phải khoát sạch bùn đi, thì hành sống mình được. Nếu như có yếu thì mình sẽ bón lấn các thứ vào để cho nó tăng cường một rễ. Còn cái cây này là đu đủ Đài Loan, nó rất nhanh có quả. Thì tôi chẳng quá tôi trong xén thôi. Nếu mà cái anh vận dụng ở những cái vùng nông thôn mới mà không lụt, mà trồng cây ăn quả nên trồng xen những cây này. Đấy là tôi trồng bữa tháng 2, bữa nay quả sắp thu hoạch rồi này. Mặc đu đủ này rất ngon, giá trị khá cao, khoảng 3-4 nghìn một quả, rất đơn giản. Cho nên bây giờ là phong trào trong nhân dân là rất rầm rộ, vườn nhà nào mà không lớn thì họ cũng trồng một vài cây chẳng hạn. Nói chung là bây giờ xanh sạch đẹp là đã thấm đến từng hộ dân, từng gia đình trong cái nông thôn của đất Đức La này rồi. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên của tôi trong mười mấy năm về hưu sống tại đây. Với thôn Quyết Tiến chúng tôi thì đến nơi này là có trên 200 hộ. Đối với vườn mẫu thì những vườn mẫu đạt với tiêu chuẩn là có gần 30 vườn đã đạt tiêu chuẩn của cấp trên được công nhận. Thế còn những cái hộ liên kề thì cũng là đang phát động cái phong trào là xóa vườn tạp và làm kinh tế trong cái vườn hộ. Tuy rằng địa phương ở đấy thì vườn nó không rộng, nhưng mà đó là một cái mô hình và vừa một cái khung cảnh tạo nên cái không gian trong cuộc sống nông thôn cho nên tươi đẹp. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các thôn ở xã Đức La đã cơ bản hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sức lan tỏa của phong trào phát triển kinh tế vườn ở Đức La không chỉ dừng lại ở sản xuất, né tránh thiên tai, mà còn đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa các giống cây cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Chính vì vậy, từ chỗ thu nhập bình quân chỉ đạt 21 triệu đồng, đến nay đã vượt lên gần gấp 2 lần. Tập trung cao cho cái vấn đề cải tạo môi trường và cây xanh, đặc biệt là cây xanh. Ở từng vườn hồ, đây, từng lối xóm, đây, từng đường làng, trục
xã, trục thôn thì đều phải gắn vào cái vấn đề là trong cái quy hoạch là phải có cái đảm bảo tiêu chuẩn để trồng được cây xanh ở hai bên tuyến lối, rồi hai bên trục đường. Và để thực hiện được cái vấn đề trong cây xanh tạo lên một cái màu xanh tổng thể thì quả thực rất là khó. Mà cần phải có một cái sự tập trung cao, cái sự đồng bộ, tuyên truyền rộng rãi và đặc biệt là ý thức của người dân. Phải nhấn rộng cái vấn đề là chỉnh trang vườn hồ để có cái thu nhập chung. Thu nhập mang tính là có cái số đồng đều. Và để tạo lên cái đó thì hiện nay là chúng tôi đang vận động trồng một số cái loài cây như là bưởi diễn, rồi bưởi da xanh, rồi thì cây ná là những cái cây đấy mà nó rất là phù hợp với cái chất đất ở Đức La. Do vậy hiện nay thì nói về cái thu nhập vườn hồ ở Đức La là có nhiều vườn thu nhập rất là cao rồi. Thứ hai là thường xuyên có sản phẩm, kể cả nắng nóng như cái thời điểm này nhưng mà vẫn có rau màu các loài để trao đổi hàng hóa trên thị trường. Với những vùng quê thường xuyên phải gánh chịu lũ lụt như Đức La, sản xuất luôn là nỗi trăn trở, nhất là để tạo nên một miền quê xanh là cả một câu chuyện không hề đơn giản. Đất không phụ công người, từ giống phi lao, chuỗi ngọc, sấu đen, xà cừ hay bưởi diễn được đưa về từ các địa phương khác. Dưới bàn tay lao động tỉ mẫn của người dân Đức La đã tạo nên những con đường xanh, những mảnh vườn cây trái sung xuê. Du khách khi đến với miền quê này không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, bình yên, mà còn được trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt vùng sông nước. Con người Đức La đi xa thì tự hào về những hình ảnh thôn quê riêng có, luôn mong ngóng ngày trở về. Chiều tìm biếc bên dòng làm em hát, để người đi mộ năm tháng mãi ngóng.